vlog. Bữa nay mình lại thêm được một ngày ở ngoài quê các bạn. Thì mình có vô nhà ba hàng dâm, thì mình cũng có mua một cái quà cho ba hàng dâm, tại lâu ngày mình đi xong Sài Gòn về các bạn, không có gì hết, không có quà gì hết. Ghé cửa tìm được hóa trên bạn, mua ít quà về cho ba hàng dâm. Thì trong này toàn là bánh với kẹo, tại ba nó không có nhậu bạn ơi. Giờ thì mình đang đi vô đây, sẵn tiền mình vô đây mình xin mấy con chó luôn rồi. Xin một con chó bạn, với lại nhờ mua bán gà, mua gà của ba thằng dâm á. Giờ để mình kêu thằng dâm, thằng dâm đang cầm máy quay bạn, để nó vô kêu ba nó ra đây. Tại trong kia đang xây hàng rào bạn, cũng đông quá mình ngại bạn ơi. Giờ dâm mày, nhờ mày vô mày kêu ba mày ra cái dâm. Bạn ơi, mình đang có mặt với lại bố của con dâm nè bạn, tại vì mình không cầm máy quay bạn, cho nên là cái máy nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Bố ơi, con không có quà gì, có ít quà cho bố. Bánh kẹo thôi chứ bố đâu có cái nhậu đâu. Cà phê. Vậy thì bố là cảm ơn cho con, thì bây giờ bố đâu có cho con cái gì đâu. Trời ơi con. Vậy vậy cảm ơn rất là nhiều. Này là bánh với lại không à? Bánh với cà phê. Dạ. Tại con không biết bố thích uống cái loại nào, nhưng mà con chỉ biết cái loại này thôi. Rồi. Con mua nó bố uống được bố. Sẵn tiền mình vô đây các bạn, thì mình mua gà. Gà bố có gà đó, bán cho con chưa, nha. Chưa mà có, là bây giờ là chưa có. Dạ, nếu mà muốn đi kiếm bây giờ đi kiếm thử. Kiếm mà bắt không được chứ. Trời tối đúng không? Đi kiếm lấy mấy cái nọ là bánh chứ. Mình nhậu bây giờ hay sao? Không có, con bắt để con làm đêm vô xong Sài Gòn. Gà trắng được không? Gà nào cũng được. Gà nào cũng được hết á, để khoảng chừng có 4 con không? Sao có 4 con? Con nhỏ nhỏ mới đẻ mà. Kiếm không biết kiếm đâu ra được 4 con ha. Kiếm được 4 con mà mình cần 4 con. Ví dụ nhà con gái kia nó có con gà nhiều thì mình biết nè. Dạ, bố cho con xin một con chó nha, chó đực á. Nha. Biết. Hỏi thằng kia này. Cho xin một con. Mình xin một con bạn về để nuôi bạn, đem qua bãi cát nuôi. Con xích kia này. Mình xích với lại thằng dâm kìa bạn, thấy không? Dạ. Giờ thì mình nói chuyện với bố xíu nha các bạn nha. Còn thì mình cũng có mua một bánh tí nữa qua cho mấy đứa nhỏ bạn. Hồi nãy trên kia mình quán á, mình có ngồi mình có phát hết rồi. Một đống trên đó luôn, đi qua ai mà thấy rớt qua là mình cho hết. Rồi còn bao nhiêu đây tí nữa qua nhà dâm. Rồi là mình ngồi bên đó, cái đứa nào bên đó thì mình cho chứ. Trong làng này nhiều lắm bạn, không phải là một đường là con nít nhiều lắm. Quá trời luôn á. Mua là không có đủ các bạn ơi, thì mình mua đưa một cái đó, cái mua bánh này nè, đưa một cái đứa nào qua cho hết. Bây giờ thì mình nói chuyện với bố xíu nha các bạn nha, chứ mình qua kêu quay các bạn xem phát bánh cho mấy đứa nhỏ. Mình đang trên nhà hàng dâm rồi các bạn, thì nãy mình có nói chuyện với ba nó rồi, có mình có nhờ là kiếm chuột rừng các bạn vô đêm vô Sài Gòn cho mấy người trong đó, nhưng mà ba nó dạo này không có đi các bạn, không có đi bẫy cho nên là không có chuột. Sẵn tiền đây bên kia có mới nhất rồi bạn, thấy không? Quà chọt mấy đứa nhỏ, để mình đếm coi, 1, 2, 3, 4, 5 đứa, cho 5 cái. Nhiều lắm bạn ơi, làng này nhiều nít, đông lắm, đông không phí luôn á bạn. Đám cưới gì mà bạn cứ nghĩ đi, tuần nào không có đám cưới, trong này gái trai đâu mà cứ chồng cứ vợ mà nhiều, may là mình ngoài kia chứ mình ở trong này chắc tiền đám cưới chắc mệt nghỉ các bạn. Trưa. Đây, mỗi đứa một cái, cầm, nè, lấy đi, mỗi đứa một cái, đây. Đây một cái nè, có một cái đây cho bé kia, một cái nữa. Mẹ mà ăn gì bánh, mẹ ăn chú chiên rồi nè. Đang chiên chú chiên bạn coi nè, theo chú gì không đó, chú nhật là dễ bạn ơi. Cái gì mày ha, kia qua mới tròn bịch bánh bự cho bá rồi. Ồ sướng dữ trời, chuột chiên bột của bạn thấy không, mua bột thì chiên không nè, quá dữ, rảnh rỗi không.
quá trời ngon luôn. Thứ gì mà chị cho nổi đây, nhà mới xây rồi bạn. Đó. Chà, bếp nút rồi bạn, ngon lành không? Quá dữ. Xong sơn đi. À. Có tiền, có tiền xây lên này mà không có tiền sơn nhà là sợ xạo bên. Tiền tiền bao la. Tiền thì nhiều. Mà tiền thì nhiều thì giấu không, rõ ràng không, tiền nhiều mà đi giấu. Mình tính không quay nữa bạn, nhưng mà mình vô tình mình phát hiện trong cái chảo nó có cái này bạn. Mình cho bạn xem trong này nè, coi trong cái chảo có gì nè. Các bạn có thấy cái muỗng không? Thường thì mọi người sẽ bỏ cái đinh, mà này đinh không có đinh nên bỏ cái muỗng. Bỏ này để khỏi văng các bạn biết không, để mà mình chiên nó khỏi văng, đúng không, đúng không? Đó thì ghê không, biết hết không, quá dữ. Bỏ muỗng đây là bỏ vô đâu có văng các bạn. Các bạn nào mà chiên chiên chuối chiên hay chiên khoai lang gì á, bằng chiên dầu nhiều là thường thường mình bỏ vô nó sẽ văng. Cứ bỏ cái muỗng hoặc là bỏ cái đinh, cái đinh mới nha, đừng mày bỏ cái đinh cũ vô xét rẹt không đó. Đó là không có văng. À, cái muỗng là an toàn nhất đó, bỏ vô là nó không có văng. Bỏ vô bằng đẻ tay cũng không bao giờ văng luôn. Để coi này bạn, bỏ vô nè. Mai mốt sinh tồn rồi kỳ lại nữa. À, thấy không? Bỏ vô không, các bạn bỏ vô để tay thì cũng không có gì sợ văng nè. À. Chứ còn bình thường mà không bỏ vô, bỏ vô văng nổ bạch chứ. Đúng không? Ừ. Ừ. Đây là những người ăn đồ chờ, chờ ra các bạn để ăn. Giờ mình đi dạo bạn. Coi đứa nào có bánh. Đây, đám nuôi nhỏ kìa. Ui. Các bạn. Xa tít bên kia bạn. Giống như người nít bạn. Ừ. Xuống đây cho bánh nè. Đây bạn, để mình quay cảnh cho bạn xem nha. Tới cho bánh nè. Nè. Ngại bạn, thấy máy quay ngại bạn. Nè. Đây là ba, mỗi đứa một cái nha, bốn đứa phải không? Đây rồi, đưa hai đứa kia đi nè, rồi còn bên kia bạn, mấy đứa bên kia đi, đứa kia nó không xuống nên đây luôn bên này. Cái gì vậy bà nội? Cười giùm bạn, mày quay bằng máy gì vậy? Đưa coi quay bằng máy gì á, đưa coi coi kiểu gì vậy? iPhone gì vậy? iPhone đời mới, sáng lắm coi nè. Đồ camera, camera xịn sò. Được cái hay. Đưa quá dữ. Đang ngồi xây rubik rồi. Nên kia coi có đứa nào cho mấy đứa kia cho bạn nha. Bé. Ra đây cho bánh nè. Ra đây. Ra chú cho bánh nè. Cho hai đứa cái bánh. Cho mỗi đứa cái bánh ăn chơi. Đồ nhà đây hả? À, làm gì vậy, chuẩn bị hát hò gì hả? Chuẩn bị đám cưới hả? Nè cho một cái. Nè thôi nó không biết nói đâu, tôi chuẩn bị âm thanh rồi hát hò bạn. À đây cho thuê lo, à cho thuê, à nhà đó cho thuê bạn. Đây là bạn biết rồi đó, tour đó. Qua cũng mới ấy bạn, không biết uống không biết nhậu bạn ơi, uống được có một hai chai cái là gì á. Dâm bạn làm gì vậy trời ơi, còn năm cái ha, còn năm cái bánh mà. Và coi mấy đứa đi cho nó luôn. Còn Dâm giờ lăn bánh xe chơi bạn coi kìa. Đi dùng nít đi. Ê cho cô em cái bánh nè. 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 Đây nữa hả? Đây nữa nè, bé nè. Hai bé nè. Nè. Cho bé một cái nè, cho bé kia hai cái luôn đi. Nè, bé nè.
đưa kia cái nữa, hai cái luôn. Đây nè, cho bé đó hai cái luôn nè. Nè nè, bà cảm ơn đúng không? Ô, còn có hai cái thôi, còn hai cái cho hai đứa kia luôn. Giờ đứa nào hết rồi ráng chịu nha. Còn hai cái nè, đưa. Còn hai cái thôi, cho đứa nào cho. Hết bạn. Sạch sẽ rồi. Mình nói thiệt bạn, bánh mình cho ở đây, con nít ở đây nó nhiều, tạt ngang luôn. Không thể nào đếm xuể được bạn, nhiều lắm. Quá trời, đông lắm. Này phải 10 triệu tiền bánh mới đủ được. 10 triệu chưa chắc đủ bạn. 10 triệu mà cứ mỗi đứa 10.000, mỗi đứa 20 là cũng có khả năng là gần đủ. Nhưng mà với cái làng này thôi nha, còn qua bên làng mới thì mình cũng không biết bao nhiêu là đủ bạn. Nhiều lắm, mình không hiểu tại sao mà nít nhiều lắm, mà nhà nào cũng thấy là ít nhất là hai đứa. Quá trời. Thôi bây giờ mình xin dừng clip đây bạn, tại vì mình đi vô đây mình đi chơi thôi, vui vui quay cho bạn xem cảnh thôn làng hôm nay. À, mấy em nhỏ này bạn, rồi mình đi mới có mấy tháng là về thấy đồ lớn hết trơn rồi bạn ơi. Giờ có đứa nhận ra, đứa nhận, mình không nhận ra bạn. Giờ thì chào bạn, hẹn bạn clip sau nha. Rồi clip sau chắc là mình vô trong thành phố rồi. Bây giờ mình đi xuống dưới kia bắt chó mình đi về luôn, rồi mai vô bắt gà nữa. Giờ chào bạn, hẹn bạn clip sau, bye bye.